Tập 8. Trời ơi, có người đúng là giỏi đóng kịch thiệt. Đã được ở cái phòng lớn nhất rồi, còn bài đặt ở chỗ này làm bộ siêng năng nữa. Chị Cẩm Tú à, ở đâu ra mùi tanh hôi vậy chứ? Lau dọn sạch sẽ đi. Đã leo lên giường của Hướng Nhị Thiếu, còn ở đó bày đặt lập miếu thờ chi nữa. Mấy người đàng hoàng như tụi tôi nè, không làm những chuyện dơ bẩn như vậy đâu. Suốt ngày khua môi múa mép, bộ chị không sợ lửa của mình bị cắt đi hả? Cô muốn nói gì tôi cũng không sao hết, nhưng cô đừng bôi nhỏ anh Thiếu. Anh Thiếu là một người tốt, là người lương thiện. Anh đã giúp đỡ cho tôi. Nói nghe hay thiệt đó. Đồ nhà quê. Đúng, tôi là người ở dưới quê lên, nhưng mà tôi cũng giống như mấy người, đều kiếm tiền nhờ chính đôi bàn tay của mình. Mỗi đồng tiền tôi kiếm được đều là tiền sạch sẽ hết. Mấy người đang làm gì đó? Không có chuyện làm sao? Quần áo với ra trải giường ở đằng sau, chất thành núi rồi kìa. Hẹn cho cô trước tối nay, phải giặt hết cho tôi. Giặt hết trước tối hôm nay sao? Cái đống này là sao? Lê mày chăm chạp muốn làm biến hả? Có chút việc mà làm hoài không xong. Tôi không có làm biến, tôi vẫn đang ngồi giặt, không có nghỉ luôn đó. Còn dám cãi lại, phạt cô không được ăn cơm tối. Nhìn cái gì mà nhìn hả? Còn không lo giặt lẹ đi. Giặt không xong thì đừng hòng đi ngủ. Gì cha? Người của chúng ta ở Sư Tử Lâm nói gần đây cô Cẩm Tú làm việc cực khổ. Anh thấy chúng ta có cần phải đi hỏi han một chút không? Chị Cẩm Tú à, chị phải giặt quần áo suốt đêm luôn hả? Tay của chị, tay của chị sao vậy? Không sao, không sao đâu. Dinh Cẩm Tú, việc tôi kêu cô làm xong chưa? Giám đốc Hồ à, tay của chị Cẩm Tú bị trề rồi, hay là để tôi giặt cho nha. Bây giờ cô rảnh lắm sao? Còn quá trời việc chờ cô làm kìa. Nếu mà cô dám giúp cổ, tôi phát cô gấp đôi. Bích à, dẫn Tiểu Lan ra ngoài. Nè, lo làm việc đi. Thank you.
chưa chết thì dạy cho tôi. Cô cố ý đúng không hả? Chưa thấy người nào lười biếng mặt dây mày dạng như cô. Đi qua phòng dân hiệu đi, quét dọn sạch sẽ chỗ đó. Đi nhanh lên, khách sắp vô ở rồi. Đừng có lề mề đó. Cẩm Tú à, tôi chết rồi, có chuyện rồi. Có khách làm mất đồ, giám đốc Hồ đang kêu chị qua đó gấp kìa. Làm mất đồ hả? Ừ. Tôi chỉ ra ngoài mua gói thuốc chút xíu thôi. Chỗ mấy người là hắc điếm sao hả? Tôi nói bà biết ha. Sợi dây chuyền vàng tôi mới mua, tôi đã tốn 50 đồng đại dương mới mua được nó ha. Phòng này của tôi, chỉ có người của bà mới vô đây được. Chắc chắn là người của bà ăn cắp rồi. Hèn chi cô ta vừa mới tới đây, tôi đã cảm thấy sư tử lâm của chúng ta nuôi thêm một đứa ăn cắp rồi. Chị đừng có vu oan chị Cẩm Tú mà. Chị Cẩm Tú không thể trộm đồ được đâu. Cẩm Tú, chuyện này thật ra là sao? Hồi trưa lúc tôi vô đây dọn dẹp, đúng là có thấy sợi dây chuyền bằng vàng. Thì ra là cô lấy trộm thiệt. Không phải, không phải. Tôi thấy nó rớt ở trên sàn nhà, sau đó tôi lượm nó lên rồi bỏ vô trong túi áo khoác đó rồi. Trong cái túi áo khoác này? Để ở đâu chứ hả? Cô nói là để trong túi áo khoác. Cô nhìn đi, ở đâu? Tìm ra cho tôi. Sư tử lâm cũng không phải rộng lớn gì, tới phòng cô ta lục soát là biết liền thôi. Đi. Bích, lục soát chỗ này thiệt kỹ cho tôi. Không biết lục soát có ra không hay không biết nữa. Cứ chờ coi thử đi. Tìm thấy rồi. Thật sao? Không phải tôi lấy đâu mà. Tìm thấy ở dưới gối của cô, vậy mà còn muốn chối hả? Tôi không có lấy nó thiệt mà. Bích à, lôi cô ta ra phòng sau. Đi. Nếu không tại vì sư tử lâm này luôn có người che chở, thì chuyện ngày hôm nay, danh dự của sư tử lâm chúng ta đã bị quỷ trong tay cô rồi. Không phải tôi lấy thiệt mà. Còn nói là không lấy, rõ ràng phát hiện ra đổ trong phòng của cô. Không phải tôi thiệt mà. Cứng miệng hả? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Chị Cẩm Tú là người tốt, sao có thể ăn cắp đồ được chứ. Chắc chắn không phải chị ấy lấy đâu. Tránh ra. Cô không tránh ra thì tôi đánh luôn cô. Không, đừng đánh mà. Em đi. Đừng đánh nữa mà. Đừng đánh nữa. Bích, lôi nó ra đi. Đừng đánh nữa. Em không đi. Em không đi đâu. Chị Cẩm Tú. Nói, có phải cậu lấy không? Tôi không có lấy thiệt mà. Tại sao bà không chịu tin lời tôi chứ? Dám cứng miệng nữa. Dám cứng miệng nữa. Cứng miệng. Đừng đánh nữa mà. Cứng miệng hả? Tôi đánh chết cô. Đừng đánh nữa. Đánh chết cô. Đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ có án mạng đó. Bà đừng đánh nữa. Tôi không có lấy thiệt mà. Tôi cầu xin bà. Lôi nó dưới hành lý luôn, quăng ra khỏi sư tử lâm. Tại sao lại như vậy chứ? Chị Cẩm Tú à, chị là người tốt, chị rất hiền lành. Tại sao lại đối xử với chị như vậy chứ? Chị Cẩm Tú. Chị
Nếu như chúng ta đã không uống chung được, sau này đường ai nấy đi. Không nên đi thì đừng đi, không nên quản thì đừng quản. Anh đừng sợ, tôi sẽ chữa hết cho anh. Đừng căng thẳng nha. Tạ Chấn, anh có sao không vậy? Không phải cô đã đi rồi sao? Tại sao còn quay lại đây? Tôi quay lại cứu anh. Cô đi theo tôi làm cái gì nữa vậy? Tôi đi theo anh mà. Tính anh nóng nảy như vậy, lỡ như không cẩn thận cả với người ta rồi chĩa súng bắn nhau thì phải làm sao? Dĩ nhiên tôi phải canh chừng anh rồi. Nhìn Cẩm Tú, lạc mềm buộc chặt đối với tôi không có tác dụng đâu. Nếu như cô thích tôi, cứ nói thẳng ra cho tôi. Tôi đã khẳng định rồi, cô là người phụ nữ của tôi. Tôi không thích anh, tôi không thích anh, tôi không thích anh. Anh đừng tự mình đa tình nữa. Cô nói không thích tôi mà lại lo lắng cho tôi. Cô đúng là một con người thú vị thật. Bạn bè mà, đã là bạn bè lo lắng cho nhau là chuyện bình thường thôi. Chỉ còn có 3 đồng, đủ để ăn uống tiết kiệm mấy ngày. Chỉ cần mình tìm được công việc mới thôi. Đưa tiền đây. Đứng lại. Đánh ra. Tại sao lại khiến cho mình trở nên thê thảm như vậy? Sao lại để cho người khác ức hiếp em? Tôi nói rồi, đây chính là bến Thượng Hải, không phải ai cũng có thể tồn tại được ở nơi này. Rời xa Tạ Chấn tôi rồi, em nhìn coi em phải sống ra sao kìa. Nếu đã chịu thiệt thòi rồi, hãy ngoan ngoãn trở về bên cạnh tôi. Tôi sẽ cho em tiền để cho em cứ việc đi mua những thứ mà em muốn mua, không cần phải làm những chuyện thấp kém đó nữa. Mỗi ngày đều có người bảo vệ em, tuyệt đối sẽ không có ai dám ức hiếp em nữa. Tôi có thể cho em mọi thứ mà em muốn, tôi còn có thể chịu đựng được em. Tạ Chấn, anh tưởng anh là ai chứ? Anh coi tôi là cái gì? Hàng quá hả? Đưa ra điều kiện là có thể bán mình được sao? Em giận dỗi cái gì chứ? Tôi vậy là tốt với em, không phải sao? Nếu như em là người của Tạ Chấn tôi, mấy người đó còn dám ức hiếp em không? Tôi không cần anh bố thí. Không có anh, tôi vẫn có thể sống được mà. Làm sao đây? Cô Cẩm Tú là do Tả Nhị Gia sai người đưa qua đây, cô phải hầu hạ cho chu đáo. Nếu không Tả Nhị Gia mà trách tội xuống, cô với tôi đều phải cuốn gói khỏi làm nữa. Tả Nhị Gia, chị Cẩm Tú đã... Chuyện của cụ không liên quan tới tôi. Chị Cẩm Tú đi đâu rồi chứ? Lỡ chỉ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Bánh bao nóng hổi đi. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn, ăn vô cái là ghiền liền. Bánh bao đây.
Bánh bao, bánh bao đây. Bánh bao ngon đây, nóng hổi luôn. Anh mở cửa đi, tôi có chuyện muốn gặp anh Thiếu. Xin lỗi nha, thời gian này anh Thiếu phải ở nhà dưỡng thương. Hướng gia đã dặn rồi, thời gian này không cho phép anh Thiếu ra ngoài. Hả? Làm sao đây? Phải làm sao đây? Ủa, muốn thuê phòng hả? Không, không phải thuê phòng. Ông chủ, xin hỏi chỗ ông có cần người làm không ạ? Cô không phải là người ở đây sao? Không phải. Vậy làm sao tôi dám mướn cô được? Tôi cầu xin ông đó, tôi không cần tiền lương. Chỉ cần ông cho tôi một cái giường, một bữa cơm ăn vậy là được rồi. Đừng nói là cô không cần tiền lương. Cho dù cô cho tôi tiền, tôi cũng không dám mướn cô. Thời buổi bây giờ, ai dám mướn người không rõ lai lịch chứ? Nếu phòng tuần tra mà bắt được, tôi biết ăn nói sao đây. Cô đi đi, đi đi, đi đi, đi đi giùm đi. Tôi năn nỉ ông mà. Mấy người ngoại tỉnh như cô đi hết lên Thượng Hải để làm cái gì chứ? Cô đi đi, đi 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 đi, đi 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 đi. Đi giùm đi. Đi đi đi, ở đây không cần người làm. Cô à, cô ăn đi. Ăn đi. Cảm ơn. Cô ăn đi. Kim Linh, lần này em đã làm rất tốt. Chị à, chuyện mà chị đã giao cho em nhất định sẽ làm thật tốt. Dinh Cẩm Tú kia, nó tưởng dựa vào sức lực của mình là có thể tồn tại ở đây được sao? Nó nghĩ bến Thượng Hải này quá đơn giản rồi. Nỗi khổ mà chị và mẹ chị đã chịu, chị cũng muốn nó phải chịu đựng giống vậy. Nhưng mà chị à, lỡ như anh Thiếu biết cô ta bị đuổi thì sao đây? Chị tuyệt đối không để nó có cơ hội đó. Cẩm Tú, mẹ không được bỏ cuộc. Nhưng mà bây giờ ở Thượng Hải khó tìm việc làm lắm. Trước đây chắc chắn chị đã chịu rất nhiều khổ sở.
tuyển người. Công việc tốt, ngoại hình đẹp, biết ăn nói, biết khiêu vũ cơ bản. Ký hợp đồng ngay. Cô tới đây làm gì? Tôi tới tìm anh Thiếu. Anh Thiếu không có rảnh gặp cô đâu. Đi theo tôi. Nè, anh Thiếu. Im đi. Tôi nói cho cô biết, nếu như cô muốn giữ cái mạng của Dinh Cẩm Tú, tôi cho cô 3 phút cô nhất định phải rời khỏi nơi này. Nếu không, đừng nói là Dinh Cẩm Tú, ngay cả cô cũng đừng hòng ở lại bến Thượng Hải này. Nghe rõ hay chưa? Anh Đông. Anh Đông, em có chuyện muốn nói với anh. Tôi không có gì để nói với cô. Nhưng mà chuyện này quan trọng lắm. Bây giờ tôi cũng đang có một chuyện quan trọng, tôi phải đi làm. 10 phút thôi, anh cho em 10 phút được không? Giữa em với anh cả 10 phút cũng không được sao? Hai chúng ta đã quen biết 3 năm. 3 phút thôi. Làm ơn cho hỏi, có phải ở đây đang tuyển học viên khiêu vũ không vậy? Đúng rồi. Tôi tới để xin ứng tuyển. Cho chúng tôi không nhận người xấu xí như cô đâu. Ra ngoài, đóng cửa lại giùm đi. Tôi thật sự rất cần công việc này. Tôi sẽ học hành thật chăm chỉ. Tôi có năng khiếu lắm đó. Không tin, anh nhìn đi. Nhìn nè. Chân tay gì cứng đơ hả? Tôi thấy cô á, ra ngoài làm đồng làm bù nhìn còn được á. Ra ngoài đi. Không phải đâu, anh cho tôi thêm cơ hội đi. Tôi làm được mà, tôi nhất định sẽ học được mà. Có chuyện gì vậy? Ê, ông chủ. Anh coi đi, cái cô này nè, còn đòi tới ứng tuyển nữa. Nhìn người cũng được đó. Nhận đi. Hả? Cảm ơn ông chủ. Ký tên vô đó đi. Có ký hay không? Không ký thì thôi. Tôi ký mà. Chúc mừng cô, bây giờ cô là học viên khiêu vũ của Hảo Vọng Giác rồi. Tôi đã nói lại cho cô 3 phút thôi, muốn nói gì thì nói đi. Bắt đầu. 3 phút sao? Anh nghĩ tình cảm 3 năm giữa chúng ta
chỉ đáng 3 phút thôi sao? Anh Đông, em không biết tại sao anh lại trở nên như vậy. Không lẽ em đã làm sai chuyện gì? Không lẽ tất cả kỷ niệm trước đây của mình đều có tội sao? 2 phút rưỡi. Anh Đông, em muốn ngồi thuyền cùng anh qua bên kia sông ngắm cảnh. Cô không có hành lý sao? Cho hỏi chừng nào tôi có thể bắt đầu học vậy? Học sao? Học cái gì hả? Học khiêu vũ đó. Tôi tới đây ứng tuyển học viên khiêu vũ mà. À, đi theo tôi. Dẫn cô đi thay đồ trước. Minh Châu! Minh Châu! Thừa nhận đi, anh không thể từ bỏ em được. Vô đi, ở trong này. Ông chủ à, lại là con chim non ông tìm ở đâu ra vậy? Cô mới tới đây. Cô tên... À phải rồi, cô tên gì à? Cẩm Tú. Vinh Cẩm Tú. À, đúng. Vinh Cẩm Tú. Sau này cô sẽ ở chung với mấy người này. Họ cũng là học viên khiêu vũ hả? Học viên khiêu vũ? Nghe mắc cười muốn chết luôn đó. Vũ nữ thì là vũ nữ, còn bài đặt nói văn vẻ nữa. Tôi nghe xong mà ớn lạnh đó, nổi hết da gà luôn rồi nè. Cô nói vậy là sao? Vũ nữ? Tôi không muốn làm vũ nữ đâu. Đi đâu vậy? Nè, cô xem thường vũ nữ chúng tôi hả? Vũ nữ thì sao chứ? Kiếm đồng tiền sạch sẽ nhờ vào sức của mình, vẫn còn tốt hơn làm ăn mày nhiều đó. Tôi không làm vũ nữ. Cản cô ta lại. Cô tưởng đây là chỗ nào chứ? Muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Đọc cho kỹ vào. Trong vòng 10 năm, cả người cô đều thuộc về vũ trường Hảo Vọng Giác. Hợp đồng là do tự cô ký. Ông gạt tôi. Ông không cho tôi đọc rõ ràng. Ông gạt tôi ký vào hợp đồng.
tôi không có ép cô ký. Dù cô có đi báo cảnh sát, lý lẽ cũng nghiêng về phía chúng tôi. Muốn trốn à? Cô tưởng trốn là được sao? Ông chủ à, quỷ gương mặt của cô ta cuối cùng chịu thiệt thì cũng là chính ông thôi. Ông người lớn rộng lượng, đâu cần so đo với con nhỏ hỉ mũi chưa sạch này chứ. Ông cứ giao cổ cho tôi là được rồi. Ở đây tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút, như vậy chỉ phải chịu thiệt trước mắt thôi. Nếu có chuyện gì sau này rồi nói. Tôi nói cô biết, nếu như cô còn không nghe lời, tôi không tha cho cô đâu. Ai mới tới đây thì cũng như vậy thôi, quen rồi thì sẽ ổn. Tôi không làm vũ nữa. Cẩm Tú à, Cẩm Tú, cô muốn ở trong nhà vệ sinh tới chừng nào chứ? Cẩm Tú à, cô trốn đi. Sao cô không trốn nữa đi? Vũ trường hảo vọng giác. Ba lần bốn lượt cô bỏ trốn, cô tưởng ông đây không trị được cô hay sao chứ? Thay bộ đồ này cho tôi, tối hôm nay cô phải đi gặp khách. Tôi không thay. Tôi nói ông biết, tôi không làm vũ nữa. Cô được quyền chọn sao? À, ông chủ à, ông đừng có làm vậy mà. Để tôi nói với cổ cho. Em à, ở đây đều là thế lực của ông chủ Uông, em không trốn thoát được đâu. Em nên nghe lời chị, thay bộ đồ ra đi. Nói có người biết đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ chết ngay tại đây. Em mà, em đừng có dại dột mà. Ông chủ, ông làm vậy cũng vì kiếm tiền thôi. Lần này nếu như gây ra án mạng thật, vũ trường này của ông cũng khó mà hoạt động tiếp được đó. Nhốt cổ vô tầng hầm cho tôi. Em gái à, các người làm gì vậy? Minh Châu, sau này đừng làm vậy nữa. Anh vẫn còn quan tâm em. Đây chính là chứng cứ rõ nhất
Cho dù biết rồi thì đã sao chứ? Chúng ta không thể quay lại như trước. Anh Đông! Anh Đông! Sao tự nhiên em bệnh vậy? Em không sao. Anh yên tâm đi. Ông chủ, ông đã nhốt Cẩm Tú nguyên một ngày rồi. Nếu không cho cô ăn gì hết, làm sao mà người ta chịu nổi? Không ai được thả cô ta ra ngoài. Không phải cô ta cứng đầu lắm sao? Tôi phải khiến cô ta ngoan ngoãn xin tôi tha cho. Ông chủ à. Không ai được nói giúp cô ta. Nếu cô còn nói thêm câu nào nữa, tôi nhốt cô luôn đó. Biến.